Mit Kanada, Lembla. Dạ. Thì tôi với giờ lúc nào phát một cái cũng chính là chính may mắn sở hữu cái giọng hát nghe rất là dễ ở cảm tình nghe rất là kiểu luôn. Vâng, chào đại Trinh. Thực sự thì Linh cũng vừa mới quay xong thôi nên là Linh cũng chưa có thể đến kịp được, và vừa mới quay xong cái là phải chạy sang đây luôn. Thì lúc đó là Trinh đang hát mất rồi, và lúc đó thì hai bài mà chị nhắc thì là em chưa được nghe. Vâng, nhưng mà thực sự thì em và bạn của Trinh cũng lâu rồi, và từ đợt cũng phải đến 6-7 năm trước nhỉ. Đấy, ngày xưa cũng đã rất là thích nghe Trinh hát và giọng sao lại hay thế. Và cuối cùng thì sau đó thì lại có duyên đóng chung với nhau ở trong Bi Việt Nam, và lúc đó thì được hát cùng nhau nữa. Và ngoài ra lại còn đóng cặp với nhau, và đặc biệt là trong phim em lại còn hôn cái Trinh nữa. Thực sự là với Trinh có rất là nhiều kỷ niệm, và sau cái đó thì bọn em cũng tạo một nhóm chơi với nhau rất là vui. Và ngoài chuyện hát hò ra thì còn chia sẻ với nhau những cái câu chuyện riêng tư nữa với cả bạn bè. Nói chung là rất là thoải mái và thân thiết với nhau. Và ngày hôm trước thì em ra mắt MV thì Trinh cũng đã đến dự với em. Và rất là vui khi mà Trinh và mọi người đã đến. Và ngày hôm nay thì vừa mới bay xong cái em phải chạy sang đây luôn. May quá mà vẫn chưa kết thúc. Và Linh xin chúc Trinh sẽ thành công với album này, và luôn luôn gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và đừng biết buồn gì trong tình yêu nữa nhá. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người.